Hiểu đúng kỹ thuật kê khai doanh nghiệp tránh rủi ro về thuế. Khóa học kê khai giao dịch liên kết năm 2023. 80% kế toán hiện nay lúng túng trong việc xác định mối quan hệ liên kết, giao dịch liên kết và gặp nhầm lẫn nghiêm trọng trong cách tính EBITDA lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay. Điều này dẫn tới hậu quả tính sai EBITDA, gặp rủi ro trong hồ sơ giao dịch liên kết, dễ lọt vào tầm ngắm của cơ quan thuế. Chịu mức phạt từ 8 đến 15 triệu đồng cho hành vi không nộp đủ hồ sơ kê khai giao dịch liên kết. Chịu mức phạt về hành vi trốn thuế gấp 1,5 đến 3 lần số tiền thuế liên quan đến giao dịch liên kết. Vướng vào vòng lao lý, ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp. Khóa học kê khai giao dịch liên kết được tổ chức tại VCO Edu sẽ giúp bạn tự tin bảo vệ doanh nghiệp trước mỗi kỳ thanh, kiểm tra của cơ quan thuế. Tham gia khóa học, kế toán hoàn toàn có thể xác định đúng dấu hiệu của giao dịch liên kết, quan hệ liên kết và cơ chế xây dựng quy định điều chỉnh hoạt động giao dịch liên kết. Nắm vững cách tính EBITDA theo Nghị định 132 về giao dịch liên kết. Thành thạo kỹ thuật kê khai giao dịch liên kết. Nâng cao kỹ năng xây dựng hồ sơ và chính sách giá với các bên liên kết tối ưu nghĩa vụ thuế. Khóa học với phương pháp và lộ trình đào tạo thông minh đem lại hiệu quả tối đa cho học viên, truyền tải 60% nội dung sát sườn về cách xác định, cập nhật quy định, xu hướng của cơ quan thuế khi thanh, kiểm tra, 40% tập trung thực hành kê khai giao dịch liên kết đúng kỹ thuật, đúng quy định hiện hành, phân tích kỹ thuật tính EBITDA theo Nghị định 132 và cách tính thông thường. Tham gia ngay khóa học nếu bạn là kế toán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính. Giảng viên ưu tú độc quyền với 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn, đảm nhiệm vị trí quan trọng tại top 6 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam. Còn chần chờ gì mà không đăng ký ngay để được nhận ưu đãi lên đến 20%.